ngày 14 tháng 5 tại Vietinbank Thái Bình đã diễn ra buổi lễ trao giải thưởng chương trình khuyến mãi Lộc vàng phú quý xe sang như ý, được triển khai từ ngày 25 tháng 1 năm 2018 đến ngày 20 tháng 4 năm 2018, thu hút đông đảo sự tham gia của khách hàng. Phát biểu tại buổi trao thưởng, bà Trịnh Thị Bích Ngọc, Phó Giám đốc Vietinbank Thái Bình đã tổng kết lại những thành quả mà ngân hàng đã làm được trong suốt thời gian qua, đồng thời nêu lên những định hướng phát triển trong tương lai của chi nhánh. Bên cạnh đó, bà Ngọc cũng đại diện cho Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam xướng tên hai khách hàng đã trúng thưởng trong chương trình khuyến mãi Lộc vàng phú quý xe sang như ý. Đó là hai khách hàng Trần Thị Trà là chủ nhân của giải ba với giải thưởng là một chỉ vàng SJC 4 số 9, và khách hàng Nguyễn Thu Hiền chủ nhân của giải đặc biệt với giải thưởng là một chiếc xe ô tô Honda CRV 1.5e trị giá 1,2 tỷ đồng. Lý do tôi lựa chọn ngân hàng Vietinbank là vì ngân hàng Vietinbank là một ngân hàng rất uy tín. Sự là hôm nay là rất là vui, không nghĩ mình là người may mắn được nhận giải thưởng của Vietinbank như này. Đây là cũng là lần đầu tiên tôi gửi ở ngân hàng và cũng là rất may mắn cho mình trong số bao nhiêu khách hàng. Rất là cảm ơn Vietinbank. Nếu sau này mà có nguồn vốn thì tôi cũng vẫn chọn Vietinbank bởi vì tôi nghĩ đây là nơi để gửi gắm niềm tin của người dân vào đây. Với mục đích hướng đến khách hàng, những năm qua Vietinbank liên tục tổ chức các chương trình khuyến mãi với các giải thưởng có giá trị hấp dẫn và có rất nhiều khách hàng may mắn trúng thưởng. Tiếp nối những thành công đó, trong tương lai, Vietinbank nói chung và Vietinbank Thái Bình nói riêng hy vọng sẽ tiếp tục được trao những giải thưởng hấp dẫn cho khách hàng nhằm tri ân quý khách đã tin tưởng và đồng hành cùng ngân hàng trong thời gian qua. Vietinbank, nâng giá trị cuộc sống.